Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Vinh Studio Trong video hôm nay chúng ta sẽ khám phá một tính năng vô cùng hữu ích trên đầu music streamer Ever Solo DMPA6 Đó chính là 7 bộ lọc tích hợp giúp tối ưu hóa âm thanh cho phù hợp với các thể loại âm nhạc đang được phát với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh số đặc biệt là trong mảng giải mã dac và music server ving studio luôn quan sát thói quen sử dụng của khách hàng thú vị thay hầu như không ai quan tâm đến những tính năng mà có vẻ không có tác dụng gì và gần như mọi người bỏ qua việc cài đặt bộ lọc trên các thiết bị giải mã âm thanh để điều chỉnh các bộ lọc sao cho phù hợp với thể loại âm nhạc mà bạn yêu thích. Trước hết chúng ta cần làm quen với vài thuật ngữ quan trọng thường được sử dụng trong lĩnh vực nhạc số. Ví dụ như tốc độ nhanh là fast roll up, hoặc là tốc độ chậm là slow roll up, Hoặc là một vài thuật ngữ tiếp theo ở dưới này tí nữa Vinh Studio sẽ giải thích cùng quý vị và các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng kiến thức này trực tiếp trên bộ giải mã Music Streamer DMPA6. Hãy tưởng tượng rằng bạn muốn thưởng thức một đĩa CD âm nhạc cổ điển và chúng ta sẽ xem xét để chọn cái bộ lọc nào cho phù hợp nhất trong trường hợp này. Bây giờ tôi sẽ thử mở một cái đĩa cổ điển trước. Rồi. Sau đó tôi sẽ vào cái mục setting ở trên Ever Solo và vào cái mục mà chọn đường xuất tín hiệu ra ở trong cái mục đường số tín hiệu ra này, phía trên cùng, ta thấy có cái mục là Dark Filter. Ấn vào đó. Ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy có tổng hợp tất cả 7 cái bộ lọc khác nhau. Mỗi bộ lọc sẽ mang đến một màu âm khác nhau. Ở cái dòng đầu tiên, mặc định, chúng ta nhìn thấy là cái mục là, cái bộ lọc là Fast-Roll of Linear. Dịch theo tiếng Việt có nghĩa là cái bộ lọc này nó sẽ cắt nhanh cắt nhanh trong trường hợp này có nghĩa là tất cả các cái tần số cao hơn ngưỡng bình thường sẽ bị cắt một cách đột ngột chứ không được giảm một cách từ từ nó tương tự như việc bạn đặt một ngưỡng giới hạn tần số và nếu âm thanh vượt quá cái giới hạn đó thì sẽ bị loại bỏ ngay điều này có thể làm cho âm thanh được sắc, sắc nét hơn tuy nhiên có thể sẽ tạo ra âm thanh không được mượt mà bộ lọc fast Royale thường được người yêu nhạc dùng cho việc nghe các bản nhạc có nhiều tần số cao và tiết tấu nhanh thí dụ như giao hưởng thính phòng hoặc cũng có thể là nghe được cả nhạc pop rock. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang fast royal để nghe cái bản nhạc mà lúc nãy tôi đã 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 thử. Đó, đó là cái cách để mà chúng ta chọn một cái bộ lọc nó phù hợp với cái thể loại nghe nhạc của mình. Để ý thêm, ta thấy ở bên cạnh của cái dòng Fast Royal có chữ Linear. Đây là chữ viết tắt của Linear Phaser, nó cho phép bộ lọc xử lý âm thanh mà không làm thay đổi pha của tín hiệu. Cụ thể hơn là các cái tần số này sẽ bị lọc nhưng không hề bị trễ thời gian, giúp cân bằng và đồng nhất âm thanh, đảm bảo các cái giải tần cao và thấp đến tai người nghe cùng một lúc. Chúng ta sẽ chọn vào phát rồi Linear. Ở cái bộ lọc thứ ba chúng ta nhìn thấy cái bộ lọc cũng có cái chữ phát rồi nhưng mà nó mở ngoặc là Minimum. Ở bộ lọc thứ ba này thì cũng tương tự như ở bộ lọc đầu tiên Tuy nhiên cái minimum phaser trong trường hợp này Bộ lọc được thiết kế để cho pha của tín hiệu âm thanh bị thay đổi một cách ít nhất Bộ lọc minimum thì được sử dụng để tạo ra hiệu ngâm thanh ấm áp và tự nhiên hơn Thường xuất hiện trong các hệ thống âm thanh high end Ở cái dòng thứ tư này lại nhắc lại là cái bộ lọc slow roll off nhưng mà ở cái mở hoặc là minimum phaser chúng ta đã làm quen với hai thuật ngữ linear và minimum rồi nên không cần nhắc lại các cái thuật ngữ này nữa cho nên chúng ta sẽ bỏ qua để chuyển sang tính chất của bộ lọc apodizing bộ lọc apodizing chúng ta nhìn thấy nó mở hoặc là linear phaser bộ lọc này thiết kế để giảm bớt hiện tượng cắt đột ngột vì cắt đột ngột tần số thường phát sinh ra hiện tượng phản hồi sau khi tín hiệu đã kết thúc Bộ lọc apodizing giúp giảm hiện tượng này bằng cách làm mờ dần các cái âm thanh phản hồi và giúp cho âm thanh mềm mại và ít nhiễu hơn. Apodizing phù hợp với các thể loại nhạc nhẹ, trữ tình, có thể đặt nghe thể loại acoustic hoặc jazz hoặc cổ điển. Ở dòng cuối cùng trên màn hình chúng ta nhìn thấy một bộ lọc có tên là Brickwall ở cái chế độ là linear phaser. Bộ lọc này tạm dịch là bức tường gạch đặc điểm chính của bộ lọc này là khả năng cắt đứt tần số ở một ngưỡng nhất định mà không cho phép bất kỳ tần số nào trên ngưỡng đó được truyền qua nói cách khác bộ lọc này có độ dốc cực kỳ đứng giống như bức tường gạch vì thế mới có cái tên gọi như vậy bộ lọc bricker là một công cụ mạnh mẽ trong việc kiểm soát tần số và loại bỏ nhiễu tuy nhiên việc sử dụng nó đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng vì có thể gây ra các hiện tượng phụ không mong muốn Đối với những ai yêu cầu độ chính xác cao trong âm thanh và không quá nhạy cảm với hiện tượng ringing, bộ lọc brickwall có thể là một lựa chọn tuyệt vời. Bộ lọc brickwall cũng ít được sử dụng khi nghe vì nó hơi trung trung, không có bản sắc mạnh mẽ nên thể loại nhạc nào cũng có thể sử dụng được. Lời khuyên cho tất cả mọi người là hãy dành thời gian thử nghiệm và trải nghiệm các bộ lọc khác nhau. Nghe và cảm nhận sự khác biệt mà chúng mang lại với những bản nhạc yêu thích của mình. Điều này không chỉ giúp phát hiện ra bộ lọc nào phù hợp với phong cách âm nhạc mà bạn ưa chuộng mà nó còn giúp bạn hiểu rõ hơn về sở thích cá nhân của mình trong âm nhạc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi clip.